Ok, hôm nay mình muốn chia sẻ về cái kinh nghiệm của mình khi mà mình cắt tóc cho những cho đàn ông. Các bạn thấy rồi đó, đây là những tông đơ mình có sẵn. Cái này nó được gọi là boarding, là máy để cạo, nhưng mà thật ra không phải nha. Cái này là chỉ là cái vỏ ngoài thôi, mình đã thay cái cần gạt của cái máy rồi, cho nên nó không là cái máy cạo nữa, nó trở thành cái máy phay rồi. Như các bạn thấy đó, thì những máy của mình đã có sẵn những cái gauze rồi, cho nên lúc mình cầm lên mình cắt là nó có sẵn, không cần phải lắp ra lắp vô. Cái này là 1/16, nó dày hơn cái nửa, và nó thấp hơn cái số 1. Cái này là số 1 nè, đó các bạn thấy nó sẽ dày hơn cái 1/16 nhiều, cho nên mình có sẵn rồi, lúc mình cầm lên là có tông đơ sẵn cắt liền, không phải cần phải nẹp và mấy cái go này ra vô tốn công tốn sức. Còn cái này là mình cái cordless này nó là mình có thể gài nó lên nửa và không, nhưng mà thực ra nó không phải là không hết nha các bạn, tại vì nó còn tí xíu nữa là không, cho nên nó vẫn còn cái khoảng cách. Còn cái này á, máy này mình lúc nào mình đã là số 1 hết đó, cho nên mình cầm lên là có số 1 để cắt liền. Còn cái máy này nữa nè, là cái máy Dentist á, cái này là 3/0 nha. 3/0 thì nó cao hơn cái số 1 một tí xíu, thì là nó vẫn còn sần sần tóc ở trên da đầu người ta. Cái này mình hay dùng để cắt trước khi cạo sạch, rồi cắt cho tóc taper. Mình đi cái này thì mình không phải cần gạt lên gạt xuống, thì đôi khi mình gạt lên gạt xuống nó không có chuẩn đó. Còn cái này thường thường mình để là số 2 trong cái máy này sẵn, nhưng mà bây giờ mình đang để là size số 3/3, nhưng mà thường thường á thì mình để cái số 2, cho nên mình cầm lên là có máy liền. Thì theo kinh nghiệm của mình đó, thì nếu mình luôn sẵn sàng á, mình cầm đó thì cái tốc độ mình nó sẽ nhanh hơn. Là khi mà đông khách quá đó, thì mình có thể đẩy được. Còn mà nếu mình không chuẩn bị sẵn sàng á, thì mà mình đã cắt chặt rồi đó, thì cái tốc độ mình nó sẽ giảm. Mỗi thao tác của mình mà nhanh 1 giây hay 5 giây đó, thì nó sẽ giảm cái thời gian khi mà mình cắt cắt một cái đầu. Đây là cái hai cái lượng mình thường xài để khi mà cắt tóc nam. Cái lượng này là lượng của barber, lượng này thường xuyên để dùng cắt tóc nam, tại vì mình phải tập cái này để cho tay mình chuẩn. Còn cái này mà để mình thường xài cái này cắt tóc cho những cái tóc nào mà nó dày mà nó phồng lên đó, thì gạt cái này đôi khi nó không được chuẩn mấy. Còn gạt bằng cái lượng dẹp này á, thì cái mình thấy nguyên một mảng nó đi mướt hơn nhiều. Cái này mình thì sử dụng khi mà tóc độ dày thôi, còn cái này thì mình xài thường xuyên, cầm cắt tóc nam là cầm lên cầm cái lượng này trước tiên liền. Cái đây này là những cái kinh nghiệm mình chia sẻ cho các bạn, để các bạn muốn tăng cái tốc độ khi cắt tóc nhanh hơn, mà khi mình cắt nhanh hơn thì mình có thể bắt khách kế tiếp và tiền lương mình nó sẽ nhiều hơn tí. Nhưng mà cắt nhanh không phải là cắt ẩu đâu nha các bạn. Nếu cắt nhanh mà các bạn cắt ẩu thì khách ở sau nó sẽ không cho các bạn cắt nữa, thì cái đó không có lợi gì hết. Khách nó sẽ đi bớt thì tiệm của các bạn sẽ vắng, thì lúc đó mình không có tiền vô. Cho nên cắt nhanh nhưng mà phải chuẩn đẹp thì mình mới có thể là bill khách được, còn không á thì khách sẽ bỏ đi, thì tiệm trước sau gì có đóng cửa thì mình cũng phải kiếm cái chỗ khác mà làm thôi.
Cái này là những kinh nghiệm chia sẻ thôi, còn nếu các bạn thấy hữu ích thì áp dụng, còn còn ông không thích cái phương cách mình cài đặt sẵn đó, thì cũng không sao. Mỗi người có mỗi phương cách khác nhau, mỗi người có một kiểu cách khác nhau, có một cái lối nhìn khác nhau. Đôi khi người này nhìn kiểu này nó đẹp và người khác nhìn kiểu khác nó đẹp. Cái này là mình chia sẻ để cho các bạn mới vào nghề mà chưa chưa có kinh nghiệm mấy thì coi rồi tham khảo rồi để nâng tay nghề của mình. Chúc các bạn may mắn hơn.